Chào các bạn, mình đang ở chuồng ngựa lùng trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Hai con ngựa này cao khoảng 1 mét, rất dễ thương. Nó biết nghe tiếng người, chỉ cần bạn kêu lùng lùng là nó sẽ đi lại gần. Các bạn đừng thấy thấp bé, nhẹ cân mà khinh thường nó, vì giống ngựa này rất khỏe, có sức bền, lại ăn ít, chịu đựng tốt trong các điều kiện khắc nghiệt. Nó có thể chạy trong 10 giờ liên tiếp mà không cần ăn uống hay nghỉ ngơi. Theo các nhà khoa học, ngựa là một trong số những loài vật đầu tiên được con người thuần hóa. Giờ thì các bạn cùng ngắm vẻ đẹp của hai chú ngựa đáng yêu này nhé. Nhớ cho mình một like nhé các bạn.